Ngày 25 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc CDC cho biết số ca nhiễm COVID-19 nặng ở nước này đã giảm 72% so với đỉnh dịch vào đầu tháng 1. Ngoài ra, số bệnh nhân COVID-19 tử vong hàng ngày tại các bệnh viện cũng đã giảm 79% so với mức đỉnh. Các số liệu được CDC Trung Quốc đưa ra sau khi một nhà khoa học nổi tiếng của chính phủ hồi cuối tuần qua cho biết 80% trong số 1,4 tỷ dân của Trung Quốc đã mắc COVID-19, vì vậy khó có khả năng dịch sẽ bùng phát trở lại trong 2 hoặc 3 tháng tới. Trung Quốc vào đầu tháng 12 năm 2022 đột ngột chấm dứt chính sách không Covid đã áp dụng suốt 3 năm, dẫn đến việc bùng nổ số ca lây nhiễm trên khắp quốc gia đông dân nhất thế giới. Trong khi các quan chức cho biết các ca nhiễm đã đạt đỉnh, một số chuyên gia thế giới lại cảnh báo về khả năng gia tăng ca bệnh ở các vùng nông thôn thiếu trang thiết bị y tế để đối phó với bệnh COVID-19 khi hàng triệu người về quê đoàn tụ gia đình trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. CDC cho biết số bệnh nhân nguy kịch ở Trung Quốc đạt đỉnh vào ngày 4 tháng 1 với 128.000 ca và giảm xuống 36.000 ca vào ngày 23 tháng 1. Trong khi đó, số ca tử vong từ các bệnh viện đạt mức cao nhất hàng ngày là 4.273 vào ngày 4 tháng 1 và giảm xuống còn 896 ca vào ngày 23 tháng 1. Số lượng bệnh nhân đến các phòng khám điều trị sốt đã giảm 96,2% từ mức cao nhất là 2,8 triệu người vào ngày 22 tháng 12 năm 2022 xuống còn 110.000 ca vào ngày 23 tháng 1. CDC cho biết thêm rằng vào ngày 22 tháng 12, số người nhiễm bệnh và số ca khám ngoại trú vì sốt đã đạt đỉnh, với số ca nhiễm mới vượt quá 7 triệu mỗi ngày và số ca khám ngoại trú vì sốt hàng ngày lên đến đỉnh điểm là 2,8 triệu. Dữ liệu được đưa ra sau bình luận của một quan chức tại Ủy ban Y tế Quốc gia vào tuần trước cho biết, Trung Quốc đã vượt qua mức đỉnh về số bệnh nhân COVID-19 tại các phòng khám, phòng cấp cứu và trong tình trạng nguy kịch. Vào ngày 12 tháng 1, nhà chức trách thông báo rằng gần 60.000 người mắc COVID-19 đã tử vong trong bệnh viện kể từ khi Trung Quốc dỡ bỏ chính sách không COVID. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.